Chào các bạn. Trong cái bài hôm nay đó thì mình sẽ hướng dẫn các bạn về một cái mạch tương đối khá đơn giản, và trong cái danh từ kỹ thuật đó, được gọi là mạch tích phân. Bên tiếng Anh gọi là integrated circuit. Nhưng mình nói tóm tắt lại, nó là một cái mạch là nó biến dạng cái tín hiệu xung của mình đưa vào thành ra một cái dạng khác. Một cái danh từ có vẻ thông dụng hơn thì mình dùng là được gọi là web generator, tức là chúng ta tạo ra những cái dạng xung. Thì đây là một cái bài điện tử cơ bản cho các bạn mới bắt đầu vào học, và nó cũng rất là dễ để các bạn làm, để các bạn làm quen với cái ngành điện tử. Thì đây là một cái sơ đồ căn bản của một cái mạch tích phân. Nó bao gồm một cái nguồn có một cái dạng tín hiệu xung đi vào, như là tam giác xung hoặc là dòng sóng sin, hoặc là một cái dòng tam giống tạo ra những cái dòng biến áp xung vuông đưa vào trong này. Thì sau khi nó qua một cái con op amp khuếch đại và qua một cái cặp điện trở và tụ điện, ở bên ngoài mình sẽ ra một cái dạng xung khác. Nó cái cấu hình nó hơi khác một chút so với cái nguồn vào của mình, tùy trong cái trường hợp của mình. Thì những cái ứng dụng của cái mạch này như thế nào? Nó dùng rất là nhiều trong những cái dạng được gọi là analog, là những cái mạch điện có nguồn tuyến tính, hoặc là từ những cái dạng nguồn tuyến tính chúng ta chuyển nó sang đưa vào những cái hệ thống điện tử số là digital. Một cái đặc điểm chính của cái mạch này đó là được gọi là wave shaping circuit, có nghĩa là nó biến đổi được cái tín hiệu xung, hoặc là những cái tín hiệu của mình đưa vào, nó chuyển sang thành ra một cái dạng xung khác. Thì đó là cái bài chủ yếu của ngày hôm nay, là chúng ta tạo ra một cái tín hiệu xung nó khác biệt với cái nguồn tín hiệu của mình đưa vào. Và một trong những cái mạch rất là quan trọng đó là cái mạch transducer charge amplifier circuit, là trong tiếng Việt mình được dịch tạm gọi là một cái bộ mạch chuyển đổi khuếch đại sạc. Chúng ta có thể đưa những cái dạng sóng xung vào và chúng ta sẽ biến nó thành ra một cái dạng tam giác xung đưa ra bên ngoài. Từ đó chúng ta có thể đưa vào trong những cái hệ thống điều khiển của mình cho những cái chuyện gì đó trong những cái bộ mạch của mình sau này. Bây giờ một số những cái danh từ tiếng Anh mà mình muốn các bạn làm quen trước khi mà chúng ta đi vào trong chi tiết. Thứ nhất là op amp. Đây có con này mình có nói về những cái bài lúc trước. Đây là một cái con IC khuếch đại thuật toán. Nó có một cái độ lợi rất là cao và nó dùng rất là nhiều trong những cái hệ thống điện tử của mình. Integrator có nghĩa là một cái tích phân, giống như là chúng ta làm toán tích phân, chúng ta làm toán đạo hàm. Integrator là một cái dạng tích phân. Inverting amplifier, khi mà chúng ta dùng những con op amp đó, nó có hai dạng, một loại là một loại op amp nghịch và một loại op amp thuần. Op amp nghịch nó sẽ cho ra cái điện áp ngược trở lại với cái nguồn điện đưa vào của mình, có nghĩa là nó lệch pha đi 180 độ. Trong những cái con op amp thì nó có một số những cái thông số của nó và nó rất là quan trọng. Thứ nhất đó là open loop gain. Thường người ta hay dùng những cái ký hiệu như là A, O, L, là cái độ khuếch đại cao nhất của nó khi mà chúng ta không có một cái hồi tiếp, chúng ta không có một cái con điện trở gì để chúng ta ngăn nó lại. Nó có thể lên tới hàng trăm ngàn. Nếu mà các bạn lấy 20 nhân cho log của 100 ngàn á, thì người ta hay dùng trong cái dạng là decibel, là nó lên tới 100 decibel, từ 80 tới 100 decibel, ở cái tần số rất là thấp. Một cái thông số khác nữa đó là bên trong những con op amp đó chúng ta sẽ có những cái gọi là những cái sai số dị biệt bên trong đó, thì mình hay dùng cái mã thông số đó là offset voltage. Các bạn coi data sheet thì nó ra là VOS, đó là cái thông số của nó. Trung bình thì nó chừng một vài millivolt trở lại, có khi nó lên tới 5-6 millivolt nếu mà nó không có được tốt lắm. Ngoài ra thì chúng ta có một cái thông số khác nữa là bias current, là những cái giống như là những cái dòng điện rò đi bên trong chênh lệch nhau giữa chân trừ và chân cộng bên trong của những con op amp.
Ngoài ra thì một cái thông số khác nữa mà chúng ta sẽ đề cập trong cái bài hôm nay đó là capacitance impedance, là cái dung kháng của con tụ điện. Chúng ta hay dùng nó là XC. Dưới đây là cái sơ đồ rất là căn bản của một cái mạch tích phân. Thì chúng ta đưa một cái dạng sóng vào trong này ở một cái tần số nào đó, và sau khi chúng ta qua một cái con IC op amp kết hợp với cái bộ tích phân của nó đó là trên cái phần hồi tiếp chúng ta dùng một con tụ điện, trên trong cái phần nguồn đưa vào chúng ta có một con điện trở, đó là cái nền tảng cơ bản nhất của một cái mạch tích phân. Và bên ngoài chúng ta sẽ có một cái dòng điện áp nó đi nghịch hướng lại với cái nguồn của chúng ta đưa vào. Và ngoài ra thì tùy theo cái dạng sóng của mình đưa vào, nó có thể biến đổi sang những dạng khác. Như trong cái bài hôm nay thì mình sẽ chủ yếu là dùng một cái dạng sóng hình sum vuông mình đưa vào, và bên ngoài mình sẽ tạo ra một cái tam giác sum. Thì cái hình này mình dùng từ ở trang web Wikipedia. Tuy nhiên trên thực tế đó thì chúng ta cần phải thêm một vài cái linh kiện khác nữa để chúng ta giúp cho nó làm việc hoàn hảo hơn. Thì như trong này các bạn thấy là thứ nhất là cái con điện trở ở bên chân cộng. Thường thì khi mà mình làm về op amp đó thì người ta muốn là tất cả những cái điện trở được gọi là điện trở tương đương ở bên chân trừ sẽ bằng với lại cái điện trở bên chân cộng. Trong cái phần này đó thì Wikipedia họ giới thiệu là cái con bên này bên nhân cộng đó nó bằng với chân R1. Tuy nhiên cũng có một số tài liệu khác thì họ dùng là cái chân R, cái điện trở ở bên đây đó mình nên để nó tương ứng với lại tất cả những con điện trở, ba con điện trở bên này kết hợp lại với nhau trong cái dạng song song, có nghĩa là R1 nó song song với RF và nó song song với là RL. RL có nghĩa là cái điện trở tải của mình ở bên ngoài. Bây giờ cái phần kế đến nữa mình sẽ đề cập đến đó là ở trên đây đó, nếu mà chúng ta không có con điện trở AF đó thì các bạn sẽ dựa trên cái độ được gọi là hồi nãy mình có nói là cái độ lợi, cái độ khuếch đại của con op amp của mình ở cái tần số rất là thấp và nó có một cái độ lợi rất là cao. Do đó nhiều khi người ta không có muốn nó lên quá cao ở những điểm đó, và người ta cản nó lại, giới hạn nó lại bằng một con điện trở khá lớn ở đây. Trung bình thì nó khoảng chừng 100 lần cho tới 1.000 lần lớn hơn so với cái con R1 ở đây. Đó là cái cách mà người ta hay thiết kế cho những mạch này. Bây giờ mình sẽ đi vào những cái phương trình. Thì từ những cái phương trình này ra đó các bạn sẽ hiểu rõ và sau đó các bạn có thể thiết kế cái mạch này rất là dễ dàng. Cái phương trình quan trọng nhất trong cái mạch này đó là cái nguồn xa của mình đó nó sẽ bằng cái giá trị trừ 1 trên R1 nhân cho C. Và chúng ta lấy tích phân của cái điện áp đi vào bên trong của mình. Thì cái dạng tích phân thì nó tạo ra một cái sự khó khăn cho những người dùng. Do đó đây mình sẽ chuyển đổi nó sang thành cái dạng Laplace. Tức có nghĩa là mình lấy cái con tụ điện của mình á, mình chuyển nó thành ra là giống như là con điện trở, thì mình sẽ gọi nó là dung kháng. Thì cái độ dung kháng của nó sẽ là trừ 1 trên SC. Ở đây là CF, có nghĩa là SC. Mà S chính là J omega, và omega đó là bằng 2 pi F. Nó rất là dễ dàng. Từ đó chúng ta có thể đưa vào bên trong cái phương trình của mình là phương trình khuếch đại sẽ bằng V out chia cho V in. Thì nó sẽ là trừ cái điện trở, cái trở kháng ở bên trên cái mạch hồi tiếp, chúng ta chia cho cái điện trở ở bên trong cái nguồn của mình. Như vậy chúng ta dùng là trừ XC chia cho R1. Thì từ những cái phương trình này các bạn sẽ ra được cái phương trình cuối cùng là cái phương trình số 2, là cái độ khuếch đại của mình sẽ là trừ 1 chia cho 2 pi nhân cho F và nhân cho RC. Như vậy nó rất là đơn giản để cho chúng ta giải quyết cái bài này. Các bạn có thể dùng cái phương trình này để các bạn vẽ những cái đồ thị bốt để chúng ta thấy được cái độ lợi của nó sẽ như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào những cái phương trình chính mà chúng ta dùng để thiết kế. Thì để thiết kế cho một cái mạch này chính xác đó, cái phương trình đầu tiên đó là cái phương trình được gọi là cái phương trình cắt ngang qua cái trục gốc, và cái độ lợi của mình muốn là nó sẽ bằng là 1, do đó họ gọi là unity gain. Thì ngay tại cái trục gốc của mình là 0 dB đó,
các bạn sẽ có cái phương trình là 1 chia cho 2 pi nhân cho R1 và nhân cho CF. Thì đó là cái phương trình rất là quan trọng. Và chẳng hạn như khi mà mình thiết kế đó, giả sử như các bạn có một cái tần số là 1000 Hz đó, thì các bạn chọn R và C ở đây để ứng với cái tần số 1000 Hz sẽ nằm bên tay trái này của chúng ta. Một cái phương trình thứ hai nữa đó là cái phương trình cho cái con RF. Sau khi mà các bạn biết CF đó, thì các bạn cần phải đi xác định cái giá trị của IF chúng ta là ở đâu. Thì là chúng ta phải xác định được cái tần số cắt của mình như thế nào. Cũng như lúc nãy mình nói đó, ở những cái tần số rất là thấp đó, thì cái độ lợi của con op amp của mình nó rất là cao, lên tới hàng trăm decibel. Do đó mình thiết kế nó, mình giảm nó lại đây đó. Trung bình thì họ muốn cắt nó còn tần số khoảng chừng 1 Hz hay là vài Hz, lên tới khoảng 10 Hz là cao nhất. Đó là những cái điểm mà chúng ta sẽ chọn. Sau đó thì chúng ta sẽ có một cái độ lợi của mình bị giảm lại. Độ lợi đó sẽ trở thành là RF chia cho R1 ở cái tần số rất là thấp. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đi vào cái cách và chúng ta những cái phương pháp và những cái step, tức là những bước để mà chúng ta làm cái bài này. Bây giờ cái mục đích của mình là mình muốn tạo ra một cái dạng sóng hình vuông đưa vào bên trong cái mạch của mình, và bên ngoài của mình sẽ có một cái dạng sóng tam giác. Cái dạng sóng tam giác này rất là quan trọng. Nếu mà các bạn để ý lúc trước mình có viết những bài về biến tần đó, mình dùng những cái dạng tam giác xung đó để mình kết hợp lại với cái dạng mà tín hiệu xung mà của bâm xung mà đưa vào đó, và chúng ta tạo để mà ra những cái mạch biến tần đó, thì ở đây là một trong những cái mạch để các bạn cần phải làm. Bây giờ cái nguồn vào của mình sẽ là cộng trừ 1V, dạng sóng hình vuông và là 1000 Hz. Ở cái phần thứ ba này đó, chúng ta sẽ chọn một cái giá trị cho con R1. Trung bình đó thì mình không bao giờ chọn ở một cái dạng như là 1K hay là 2K ohm trở lại hết, mà mình nên chọn nó từ khoảng 10K ohm trở lên cho tới 100K. Ở đây mình sẽ chọn con R1 để làm cái điểm khởi đầu cho mình là 20.000 ohm. Và từ cái điểm đó đó qua tới cái phần số 4 đó, các bạn sẽ chọn được cái giá trị cho con tụ điện của mình ở ngay cái trục gốc của nó. Thì như mình nói lúc nãy đó, là cái tần số xung mà của cái mạch mình đưa vào là 1000 Hz. Thì từ đó mình sẽ tìm ra được C sẽ bằng 1 chia cho 2 nhân cho pi và 1000 Hz nhân cho 20K. Mình sẽ ra được con số là 7,96 nanofarad. Trên thực tế thì chắc các bạn sẽ không có những cái giá trị này, do đó một là các bạn phải dùng những cái giá trị mà thông dụng bên ngoài. Nhưng mà ở đây vì là mình làm những cái bài toán, do đó mình sẽ dùng cho nó chính xác như vậy. Nhưng mà đến lúc ra thì những cái giá trị nó sẽ phải hơi thay đổi một chút xíu, vì những con số này sẽ không có, mình chỉ có như là 8.2 nanofarad hay là 10 nanofarad hoặc là 7 phẩy mấy nanofarad. Vì phần thứ năm đó là bắt đầu mình chọn cái giá trị con RF, làm sao cái điểm mà cái tần số cắt của mình ở cái tần số mà rất là thấp đó là khoảng chừng 10 Hz. Như vậy từ đó chúng ta bỏ vào cái phương trình ở đây cũng giống như cái phương trình bên trên, và mình ra được cái giá trị của cái con điện trở mà RF đó là khoảng 2 mega ohm. Như vậy các bạn thấy cái giá trị của nó khoảng 100 lần lớn hơn so với cái căn R1 mà mình đưa vào. Dưới đây đó thì mình dùng nhu liệu mô phỏng để mình vẽ ra cái đồ thị bốt cho cái độ lời của từ cái nguồn ra của mình so với cái nguồn vào của mình. Các bạn thấy nó có một cái dạng giống như là chúng ta đi xuống dưới một cái tầng với một cái độ dốc là 20 decibel và cắt ngang qua cái trục gốc của mình. Trục gốc của mình ở đây là khoảng 1 kHz. Bên trên cái trục mà trục hoành này của mình đó là mình sẽ khởi đầu từ 1 hạt và mình lên 10, 100, 1, 10 và lên tới 1 MHz luôn. Và nếu mà các bạn không có cái điện trở RF đó thì nó sẽ có khuynh hướng đi lên rất là cao, hoặc nó có thể lên tới khoảng chừng 80 hoặc là 100 dB nó mới ngừng lại ở trên này, nếu mà chúng ta không có con điện trở RF. Nhưng mà vì ở đây mình dùng một con điện trở RF, mình cắt nó ngang ở cái tần số này, do đó các bạn thấy nó đi phẳng ngang qua đây và nó có một cái độ lợi ở cái điểm này khoảng chừng 40 decibel. Thì một vài cái hình ảnh ở bên trên đó là mình dùng qua trang Wikipedia.
Còn ngoài ra những cái cách mà mình biến những cái dung cái giống như là những cái dung kháng của nó là mình sử dụng tự mình giải những cái bài đó ra vì nó cũng tương đối khá đơn giản. Bây giờ mình sẽ đi vào trong một cái bài thực tế để mình sẽ làm. Đây là một cái bài mà trong cái dữ liệu mô phỏng Symmetrix mà mình hay dùng làm. Các bạn thấy ở đây chúng ta dùng con LM358. Chúng ta có cái nguồn cộng 12V trừ 12V để chúng ta nuôi cho con op amp này. Là chừng VCC sẽ là cộng 12, còn VEE là trừ 12. Còn tín hiệu xung này mình đưa vào bên trong này đó, nó sẽ ra là một cái dạng sóng hình vuông. Nó có khoảng 1.000 Hz ở đây và nó chạy từ trừ 1 tới cộng 1. Để mình sẽ vào bên trong cái mặt này thì đúng hơn. Thì trong bên trong này đó là đây là một cái mạch mà mình sẽ tạo ra cái dạng sóng hình vuông và nó sẽ chạy 1.000 Hz ở bên trong này. Cái mạch bên kia thì nó cũng giống như mạch bên này, tuy nhiên mình đổi cái dạng sóng vào của nó để các bạn thấy cái sự khác biệt. Một chút nữa mình sẽ làm tới cái bài đó. Ở bên đây mình sẽ có con điện trở là 20K là R1, con CF của mình là 7,96 nano. Mình dùng một con điện trở để mình kẹp cái độ lời của nó lại ở 2 mega ohm. Và cái điện trở tải bên này của mình là 20K. Con R2 của mình ở đây mình dùng khoảng 10K. Ở đây mình dùng một xíu, chút xíu cái VOS. Các bạn nên nhớ hồi nãy mình có đề cập đến những cái giống như là offset, tức nghĩa là những cái sai dị biệt bên trong của con op amp. Các bạn có thể bỏ nó vào trong này và coi cái sự chênh lệch của nó như thế nào. Ở đây thì mình chỉ dùng nó là 0V để chúng ta làm một cái điểm chuẩn cho mình chạy trước. Bây giờ mình sẽ cho cái mạch này chạy trong cái miền được gọi là miền transient hoặc là miền thời gian, miền tức thời. Để chúng ta thấy cái dạng sóng của nó sẽ chạy như thế nào. Thì ở đây mình sẽ đo hai cái, thứ nhất là mình đo cái nguồn điện áp ra và thứ hai mình đo cái nguồn điện áp vào. Các bạn thấy cái màu xanh ở đây đó là ở bên trên này đó, mình thấy là một cái dạng là dạng sóng vuông và trong khi đó mình ra ở bên ngoài này đó, mình ra được là một cái dạng sóng tam giác. Như vậy là cái bài này nó rất là đơn giản và nó sẽ tạo cho mình ra một cái kết quả từ một cái dạng sóng hình vuông, chúng ta tạo ra được một cái dạng sóng tam giác. Và từ đó các bạn có thể đưa qua những cái mạch khuếch đại để chúng ta kéo nó lên hay là các bạn làm bất cứ một chuyện gì cũng được. Tuy nhiên các bạn sẽ thấy là ở trong này đó cái độ và nó hơi bị một cái giống như là nó bị offset, tức có nghĩa là nó không có nằm trúng đúng ngay trong những cái trục gốc của nó. Giả sử như các bạn thấy cái trục gốc của mình là ở 0V ở đây, đối với cái bên trên này đó nó chạy từ trừ 1 tới cộng 1. Nhưng mà đến lúc ra thì mình thấy nó chệch đi, nó không có nằm trúng vào trong những cái trục gốc của mình. Đó là những cái đặc tính hơi đặc biệt của cái này là vì những cái độ lệch pha của nó khi mà chúng ta có cái kết quả đó. Một cái điểm mà các bạn để ý đó là khi mà chúng ta đưa một cái dạng sóng mà lên trên gọi là sóng dương mà chúng ta đưa vào trong cái nguồn của mình đó thì cái điện áp ra bên ngoài nó sẽ đi ngược lại, nó lại đi xuống, đó là nó đi ngược lại. Đó là một cái dạng của inverting, là một cái mạch op amp nghịch. Bây giờ đó mình sẽ qua một cái bài thứ nhì, tức nghĩa là cái bài AC lúc nãy đó. Các bạn thấy ở đây đó mình đo cái bài cái đồ thị bốt của nó để mình coi nó chạy như thế nào trong cái miền tần số mà chúng ta thấy trong cái kết quả lúc nãy đó, và mình sẽ đo nó so sánh giữa cái điện áp ra và cái điện áp vào. Và nó sẽ chạy từ một cái tần số rất là thấp, từ 1 Hz lên tới 1 MHz, để chúng ta thấy được cái đồ thị bốt nó sẽ như thế nào. Ở đây các bạn sẽ thấy là chúng ta bên trên này đó là cái đồ thị bốt về cái độ lợi, và trong khi đó ở bên dưới này là cái hình màu đỏ này đó là cái đồ thị pha, cái độ lệch pha của cái mạch của mình. Nếu mà chúng ta đo đó thì các bạn thấy ngay cái trục gốc của mình đó là ở 0 decibel đó.
Bạn sẽ thấy ngay cái trục gốc của mình ở 0 decibel, đó là chúng ta cắt ngay đúng cái tần số ở 1 cây hertz là 1000 hertz, là nó trùng với lại cái tần số mà của cái hình dạng sóng hình vuông của mình đưa vào. Đó là cái trục gốc unity gain của mình. Trong khi đó, nếu mà các bạn kéo cái hình này mà ngược lại đó, thì các bạn để ý thấy ngay tại cái điểm mà khoảng 10 Hz đó, là nó đã trục xuống khoảng 3 decibel. 3 decibel từ cái điểm gốc của mình. Nếu mà đi ngược lại một chút xíu nữa đó, là mình có khoảng chừng 40 dB. 40 dB. Còn nếu mà mình không có để con RF đó, thì cái trục, cái đồ thị bốt này của mình nó sẽ tiếp tục đi lên ngoài. Nó lên cho tới khi nào đỉnh của nó là khoảng 80 hoặc 100 decibel tùy theo cái con op amp của mình. Ngoài ra thì một vài cái điểm khác bạn lưu ý đó là cái độ lệch pha của nó. Chúng ta thấy nó bị hơi lệch pha bên dưới này khoảng 90 độ lệch pha. Bây giờ mình sẽ làm thêm một cái bài nữa để các bạn thấy cái sự khác biệt của một cái dạng sóng từ một sóng hình vuông nó sẽ ra một cái dạng sóng hình tam giác. Bây giờ nếu bây giờ mình có một cái dạng sóng là hình tam giác thì bên ngoài mình sẽ ra cái gì? Thì cái đáp số là bên ngoài mình lại ra một cái dạng sóng hình sin. Đây là một cái bài rất là hay và rất là đặc biệt. Các bạn có thể mượn những cái dạng sóng khác nhau và tạo ra những cái dạng sóng mà nó mình không nghĩ rằng mình sẽ làm ra được. Thì các bạn thấy bên trong này đó cũng giống như cái bài lúc trước, nhưng mà mình chỉ biến đổi của nó, mình sẽ cho nó thành ra một cái dạng tam giác. Dạng tam giác cũng 1000 Hz luôn. Bắt đầu mình cho nó chạy thử cái bài này. Như vậy phần bên trên của mình cũng chạy từ -1 cho tới cộng 1V và cái dạng không phải là hình sung vuông nữa mà là dạng tam giác sung. Trong khi đó ở bên dưới này của mình là cái kết quả bên điện áp bên ngoài của mình. Các bạn lại thấy ở đây mình ra được một cái dạng sóng hình sin. Và sóng hình sin chạy ở 1000 Hz. Và một lần nữa các bạn thấy nó có những cái độ lệch pha, có những cái độ lệch pha bên trong đây rất là đặc biệt. Và nó cũng không có nằm ngay trong cái trục gốc của nó nữa mà nó có một cái độ lệch áp bên trong này. Tuy nhiên những cái điểm đó mình sẽ có thể chỉnh sửa được tùy theo cái con op amp của mình như thế nào, tùy theo cái độ offset bên trong nó. Và sau đó thì mình có thể thiết kế thêm một vài phần nữa để chúng ta chuyển sửa nó lại để tạo ra những cái điểm nào mà chúng ta muốn. Thì đến đây là chấm dứt cho cái bài giới thiệu về một cái mạch rất là cơ bản và mình nghĩ nó cũng rất là hay. Đó là một cái mạch tạo ra những cái dạng xung. Được dùng rất là nhiều trong những cái hệ thống nguồn xung và những cái hệ thống về analog circuit. Cảm ơn các bạn đã theo